Rồi ok, xin chào các bác. Thì dạo gần đây ấy, em thấy cũng khá nhiều các bác mà đang bán máy trên nhóm của mình ấy, nói là bản này là bản quốc tế Mỹ, rồi V40, V50 bản quốc tế Mỹ. Thì cái cụm từ quốc tế Mỹ nó gây khá là nhiều cái sự hiểu lầm cho các bác mới. Em nghĩ là những bác cũ thì cũng đã rất là hiểu việc quốc tế Mỹ hay quốc tế Hàn nó như nào rồi. Nhưng mà rất nhiều bác mới ấy, không biết cái từ quốc tế Mỹ nó có ý nghĩa như nào. Thì cái từ quốc tế Mỹ nó không chỉ xuất hiện ở bên LG đâu, mà nó xuất hiện ở cả bên iPhone rồi bên Samsung. Bên đây em cũng nghe rất nhiều từ về việc mà máy iPhone bản quốc tế Mỹ rồi máy Samsung bản quốc tế Mỹ. Thì em nghĩ là nó cũng tương tự như cái bên LG nhà mình thôi. Thì em sẽ giải thích rõ hơn về cái việc quốc tế Mỹ bên LG nhà mình là như nào nhé. Thì đối với em ấy, cứ cái bản nào mà nó không xuất phát từ Việt Nam ấy, thì nó là quốc tế hết, đó là điều đương nhiên rồi. Tuy nhiên ấy, thì cái quốc tế Mỹ ở bên LG ấy, nó không ghê gớm mà nó không vi diệu như mấy bác mà bán máy hay nói đâu. Nó thậm chí cái bản bản Mỹ ấy, bản quốc tế Mỹ ấy, nó cũng chỉ là bản Mỹ bình thường thôi đó. Tuy nhiên ấy, thì cũng có một số cái bản 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 Mỹ mà được giới thương gia hoặc là người dùng am hiểu gọi là còn là bản quốc tế, vì nó có thể là sử dụng được ở mọi thị trường, như kiểu là bản quốc tế Canada hoặc cái gì đấy, rồi quốc tế Hồng Kông gì đấy. Nói chung là cái việc cái cụm từ mà bảo là quốc tế ở bên LG thực sự là nó rất là không có giá trị, thực sự là không có một tí giá trị nào. LG nhà mình ấy, cái bản gọi là bản quốc tế Mỹ thì nó được chia ra rất nhiều cái thị trường khác nhau, ví dụ như là thị trường châu Âu này, rồi thị trường Ấn Độ này, rồi tùm lum hết, rồi ví dụ như thị trường Mỹ nữa, rồi ví dụ như là Mỹ thì nó lại chia ra rất nhiều các nhà mạng, như kiểu là nhà mạng T-Mobile này, rồi nhà mạng AT&T này, rồi nhà mạng Virgin này, rồi nhà mạng Sprint này. Đấy, thì đối với bên LG nhà mình ấy, cái bạch nhạc như mấy cái nhà mạng ở Mỹ ấy, thì từ xưa đến nay anh em vẫn thích nhất là cái bản của nhà mạng T-Mobile. Thì tại vì cái nhà mạng T-Mobile đấy, nó sẽ thứ nhất là cái phần song sánh ấy, nó sẽ ổn định hơn là một, và thứ hai nữa là thường thường như em thấy là cái bản T-Mobile ấy, nó sẽ được cập nhật phần mềm có vẻ là gần như nhanh nhất ấy. Đấy, còn tiếp theo ấy là một cái bản mà cái cụm từ nữa mà anh em cũng có lúc nói đến, đó là cái từ quốc tế Hàn. cái cụm từ quốc tế Hàn thì nó hơi buồn cười hơn cái từ quốc tế Mỹ, tại vì cái từ cụm từ quốc tế Mỹ được nhiều người nói hơn. Thì cái từ mà quốc tế Hàn ấy chỉ là một số anh em hay là trêu những cái máy Hàn mà muốn nâng bi nó hoặc là muốn làm gì nó để mà cho nó vui vẻ thôi, chứ còn quốc tế Hàn nó thực ra là máy xuất xứ từ từ Hàn Quốc nhé, đó là những bản sách tay từ Hàn Quốc. Và bản quốc tế Mỹ thế thôi, nó chỉ là sách tay từ bản từ từ bên Mỹ về thôi. Đấy, Mỹ hoặc là châu Âu về thôi thì gọi là quốc tế Mỹ. Đấy, thì việc quốc tế Mỹ hay quốc tế Hàn ấy, nó chỉ là một cái để mà nói như kiểu một cái tên gọi thôi. Nhưng mà vô tình ấy, làm nhiều anh em không biết đến ấy, tưởng là nó có từ quốc tế chắc là nó là ngon đây, nó là ngon 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 hơn những bản khác đây. Thì thực ra ở bên LG không phải như vậy nhé. Cái từ quốc tế Mỹ chỉ là làm người ta nói để mà tâng bốc cái máy của người ta lên thôi, chứ còn Mỹ là Mỹ, Hàn là Hàn nhé, không có cái từ quốc tế ở đây hết nhé. Quốc tế ở bên LG là không có đấy. Vậy thì cái bản Mỹ và bản Hàn thì nó có ưu điểm gì? Thì cũng rất nhiều đời LG đã từng tranh luận rồi cãi nhau rồi, nói chung là tốn lố hết bao đời này rồi, thì là cái bản Mỹ đến hiện tại bây giờ luôn đi, đến hiện tại bây giờ nha, bản Mỹ thực sự là vẫn thua bản Hàn, em khẳng định một điều như thế. Đó, thứ nhất là về song sánh rồi về độ ổn định đấy. Ở bản Mỹ ấy thì có hơn cái là tắt được âm thanh của camera thôi, nhưng mà ở bên Hàn thì cũng chỉ cần cái app là cũng có thể tắt được thôi, cũng rất là dễ. Và bảo Mỹ nữa là Mỹ nó ít app rác hơn thì cũng không đúng đâu, nó cũng vẫn rất là nhiều app rác. Tuy nhiên là nếu như mà up một cái bản ROM, gọi là bản ROM quốc tế đi, gọi là bản ROM quốc tế, thì người ta có thể là chỉnh sửa hoặc là người ta
xóa hết những cái app rác đi thì có vẻ là như máy Mỹ nó sạch hơn thôi, nhưng mà thực ra thì app rác thì bên máy nào cũng có thôi, Hàn cũng có, Mỹ cũng có đấy. Còn nhất là về cái việc mà so sánh ấy, thì gạo gần đây ấy, các thương gia bán máy Mỹ thì bảo là so sánh của máy Mỹ nó cũng đã ngon không kém gì máy Hàn rồi. Thì thực tế là đúng, cũng có thể là như vậy. Tại vì dạo này chip các thứ thì nó cũng dùng có vẻ là nó tương đồng hơn rồi, nhưng mà thực sự là để mà người dùng trải nghiệm ấy, thì là các bác ấy vẫn nói là cái máy Mỹ vẫn sóng vẫn yếu hơn đó. Thì mục đích cái clip hôm nay em cũng chỉ muốn nói đến là việc là cái từ ngữ thôi, cái từ ngữ là cái từ ngữ quốc tế Mỹ và quốc tế Hàn, hoặc là bất từ cái từ quốc tế gì, quốc tế Canada các thứ, thì các bác đừng quan trọng cái từ đấy nữa, mà các bác phải tìm hiểu rõ được đó là cái máy của mình nó là cái bản gì. Thì các bác hãy vào cái phần phần cài đặt này này đấy, các bác vào cái phần hệ thống này, rồi các bác vào cái phần giới thiệu điện thoại này đó. Đấy thì các bác cũng nhìn cái mã của nó nhé, đấy nhìn cái mã của nó đây này, ví dụ như máy em làm bản Hàn nhé thì nó có cái mã là LMG 820N nhé. Thì cái ký tự cuối đây này, chữ N này này, nếu mà nó chỉ có một ký tự thôi thì nó là cái bản Hàn nhé. Còn nếu như mà sau cái số này, ví dụ sau số 820 này mà nó có đến hai hoặc ba cái chữ nữa ấy, thì nó là bản Mỹ. Còn tùy vào chữ đấy như thế nào ấy, thì các bác mới biết được nó là cái bản nào nhé. Thì các bác vào cái trang, ví dụ như cái trang này chẳng hạn, đây, như cái trang bây giờ đây này. Ví dụ các bác muốn tra cái bản 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 đây, cái bản như cái bản V50 chẳng hạn, V50 bản Mỹ chẳng hạn, ví dụ như là hôm trước em mới nhớ là LG V405 gì nhỉ, UA thì bản UA chẳng hạn đấy, nó là bản gì thì các bác thêm chữ Arena nữa. Đấy, đây là cái trang web để các bác tra được cái thông tin, nó gần như là nó tổng quát nhất ấy, và nó cũng rất là chính xác. Đây ví dụ đây, Arena này, đấy thì cái bản chờ nó tí các bác, đây các bác nhìn đây này, đây này các bác có thể thể biết được đây này, đây các bác nhìn rõ không cái phần này này, ví dụ như cái bản 405QA7 này, nó là cái bản Mỹ này, Mỹ cái gì unlock đã unlock rồi đấy, không rõ là cái gì, nhưng mà ví dụ như cái bản 405UA này đấy thì nó là spin rồi AT&T rồi Vision đấy, 405 TAB này nó là cái T-Mobile này đấy. Nói chung là cái này các bác nên nên tra cái trực tiếp của cái mã của máy các bác vào thì các bác mới biết được đó là cái bản của nhà mạng nào. Thì như em nói đầu clip rồi đấy, các bác nên chọn cái nhà mạng của T-Mobile thì nó là ổn hơn. Còn trên cái bản Hàn ấy, thì các bác chọn mã nào cũng được. Nhà mạng Hàn ấy, nó có ba nhà mạng chính, nó là bản nhà mạng LG này, LG cộng đấy là bản L đấy, còn bản nữa là bản K là và bản nữa là bản 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 S nữa các bạn. Thì anh em mình hay gọi gọi tắt đơn giản đó là bản SLK ấy. Thì bản S, bản L, bản K cũng nó cũng như nhau thôi, nó không 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 có gì khác biệt nhau nhiều đâu. Và nếu như đã mặt Hàn thì các bác có thể chọn mã nào cũng được. Đấy. Tuy nhiên thì Hàn nhà mình ấy, thì là hình như có mỗi cái bản bản L là kiểm tra được cái số email bằng cái lệnh SATA 06 thôi, còn mấy bản khác thì không kiểm tra được. Cái đấy cũng không quan trọng cho lắm. Đó. Bây giờ cái kiểm tra email bằng SATA 06 nó không quan trọng nữa rồi, và các bác phải dùng lệnh thôi. Thì lệnh em có một cái clip nói về các lệnh ẩn ở LG rồi đấy, thì cái clip này cũng khá là dài rồi, chỉ để giải thích một cái từ là quốc tế Mỹ thôi, nhưng mà rất là dài rồi. Thì hy vọng là các bác có hiểu được quốc tế Mỹ nó chả là cái quái gì đâu, nó chỉ là cái tên gọi cho nó nguy hiểm hơn để các bác dễ bắn máy hơn thôi. Ok, chào các bác.